huấn luyện viên Park nhận tin vui, NT Việt Nam rộng cửa tới World Cup 2022 với siêu sao đẳng cấp châu Âu. TechZ.vn, với việc Philip Nguyễn đang rất gần với V-League, rất có thể anh sẽ tận dụng cơ hội này để hoàn tất quá trình nhập tịch. Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, huấn luyện viên Park Hang-seo có thể triệu tập anh lên NT Việt Nam và cạnh tranh với Đặng Văn Lâm. Theo những chia sẻ từ chính Philip Nguyễn, việc anh rời Slovan Liberec để gia nhập Slovakia là do mối quan hệ giữa anh với huấn luyện viên Hoptiker đã xấu đi trông thấy. Bản thân thủ môn gốc Việt không nhìn thấy cơ hội của mình ở đội bóng đã làm nên tên tuổi của anh ở CSK, chính vì vậy anh chọn phương án ra đi theo dạng cho mượn một mùa. Điều đáng nói là hợp đồng giữa Philip Nguyễn và Slovan Liberec chỉ có thời hạn đến tháng 6 năm 2022, có nghĩa là từ tháng 1 tới, anh sẽ được tự do đàm phán tìm bến đỗ mới. Được biết, đã có ít nhất 2 đội bóng V-League muốn chiêu môn thủ môn Việt Kiều cao tới 1m91 này với mức lương đề nghị là 15.000 đô la Mỹ một tháng, tương đương với khoảng 345 triệu đồng. Hoặc ngay ở thời điểm hiện tại, đội bóng nào muốn sở hữu Philip Nguyễn có thể đàm phán với cả Slovan Liberec và Slovakia để mua lại hợp đồng cho mượn. Đây là điểm tương tự với cách mà câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh mang Công Phượng về từ STVB, Bỉ. Cuối năm 2019, TP Hồ Chí Minh đã mang Công Phượng về bằng cách mua lại hợp đồng cho mượn của anh với câu lạc bộ Sinh Chu Eden, Bỉ. Việc được chơi bóng tại V-League sẽ giúp quá trình nhập tịch của Philip Nguyễn thuận lợi hơn, điều đó đồng nghĩa với việc cánh cửa thi đấu cho DT Việt Nam cũng sẽ rộng mở với thủ môn này. Không chỉ sở hữu chiều cao tốt, Philip Nguyễn còn có kinh nghiệm thi đấu ở giải vô địch quốc gia CSK hay Europa League, đây là những sân chơi có đẳng cấp cao hơn nhiều so với bóng đá châu Á. Với bản lý lịch khủng, có thể khẳng định Philip Nguyễn là thủ môn có đẳng cấp cao nhất mà bóng đá Việt Nam có thể sở hữu. Mới đây nhất, Philip Nguyễn cũng góp mặt trong danh sách đề cử quả bóng vàng dành cho các cầu thủ CSK. Nếu về Việt Nam thi đấu, ngôn ngữ có thể là rào cản với Philip nhưng đó không phải là vấn đề lớn nhất. Thủ môn này sẽ sớm học hỏi được những kinh nghiệm từ Đặng Văn Lâm trong việc hòa nhập với các đồng đội trên sân. NT Việt Nam sẽ chạm trán với những đối thủ rất mạnh và chênh lệch về mặt đẳng cấp ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Cuộc cạnh tranh trong khung gỗ với sự góp mặt của thủ môn có đẳng cấp cao như Philip Nguyễn cũng sẽ giúp Đặng Văn Lâm phát huy được hết khả năng của mình. Và hơn hết, huấn luyện viên Park Hang-seo và NT Việt Nam sẽ hưởng lợi từ điều đó. Đăng ký theo dõi tin tức nhé!